không biết hả? Chai ơi, gặp mặt là biết, ông có gửi lời hỏi thăm mấy anh em á, biết chợ biết anh em ở đâu, ở nhà chỗ nào. Đừng nghe nha, nghe quay nghiêm, nghe quay nghiêm, mấy pudding đối diện quay nghiêm. Đã đâu ngồi đây lắm đi chưa? Đốt đốt đi thôi. Quay rồi luôn. Cô cũng đã là làm nhiệt tình phải không? Vậy không dính mà sao thì anh có cậu cái anh Hoàng nữa. Ừ. Còn cái hồi lúc mà hình như là anh đi về trước em cái gì ta. Ừ. Hình như là hồi đó là em không biết anh có lên không à. Ừ. Cái mà ổng lên cái hỏi nói anh Đăng có lên. Anh Đăng mới đi về. Má hỏi nha, nói ra tắt đèn. Hát bị biết đề đang hồn cao theo chúng ta mà chỉ đường xong ra mở. Đang mở kìa. Không làm quá trời được. Lên Facebook liền. Việt Nam mới nhìn thấy liền. Không có scan cái hình vô đây gì vậy? Bánh kem luôn ta, kem luôn. Bánh kem gì vậy? Nó chép mặt thư em trước. Ủa sao anh đưa? Ủa anh đưa nó tắm hình. Mình che tắm hình vô điện thoại nó. Rồi nó lót vô ta. Nó biết mà có ông ơi không thấy thì thinh tao thấy không anh rồi vậy được rồi đâu xong đâu rồi đâu rồi mình hát miền thôi